Tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 22 tháng 5 sau cơn mưa lớn diện rộng kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu, người dân bị bỏm lội nước về nhà. Khi nhận tại đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, mưa bắt đầu vào khoảng 15 giờ. Khoảng 30 phút tuyến đường đoạn giao giữa đường Phạm Văn Đồng ngập nửa bánh xe, người dân phải bị bỏm dắt xe chết máy qua dòng nước ngập. Trong khi đó ở các tuyến đường khác, mưa cũng như trút nước, nhiều người ướt sũng, Cùng thời gian, tuyến đường Quốc Hương Phường Thảo Điền thành phố Thủ Đức cũng bị ngập kéo dài hàng trăm mét. Khoảng 30 phút sau mưa, nước ở các tuyến đường trên cũng chưa rút hết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Bắc Bộ vẫn nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ đêm nay có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa vừa mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác chiều tối có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to, nam bộ ngày nắng gián đoạn từ chiều tối có mưa rào và rải rác có dông có nơi mưa vừa mưa to